VNTV xin kính chào đến tất cả của chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng 6 giờ sáng. Sáng nay có sự tham gia của bạn đầu nhỏ đây. Chồng ở chú ấy đâu? Sáng nay bạn đầu nhỏ đòi dậy sớm đạp xe. 5 giờ mấy là đồng dậy rồi. Bây giờ là chắc cũng gần 6 giờ, đường phố giờ cũng còn vắng rồi đó ha. 6 giờ tư luôn. Ở bên kia là đường Nguyễn Cư Trinh. Chúng ta đang đứng ở ngay giao lộ Nguyễn Cư Trinh với lại Trần Hưng Đạo. Rồi sáng nay thì chúng ta sẽ cùng bạn đồng nhỏ đi đạp xe lòng vòng ở khu vực này. Đây đi chạy vòng vòng qua chợ Bến Thành hả? Hôm qua chạy thử thôi. Hôm qua cho chạy được một vòng khoái quá, nay đòi nữa. Hôm nay phải đi sớm hơn hôm qua. Đi. Mấy bữa VNTV cũng có chuyến hành trình trải nghiệm đi Thái Lan. Cũng còn mấy video clip VNTV sẽ up vào buổi tối ha, gửi anh chị và các bạn xem chơi cho vui. Còn ban ngày 7 giờ sáng giờ Việt Nam thì chúng ta sẽ cập nhật hình ảnh đường phố Sài Gòn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Mới sáng sớm thì đường phố cũng còn vắng ha, mà đạp xe cũng rất là thoải mái. Ở đây người ta xếp hàng chờ bốc số khám bệnh ở ngay bệnh viện quận 1 nè. Cơ sở này mới xây, ở trước là ở chỗ Cao Bá Nhẹ đó. Giờ xây cơ sở mới ngay Trần Đạo này nè. Hãy nhìn những hình ảnh này nhớ lúc dịch ra đây xếp hàng chờ chích vaccine. Ám ảnh một thời. Sao đã đạp nổi không? Đó, mấy bữa anh chị thấy bạn đồng nhỏ ở Thái Lan, bây giờ thấy bạn đồng nhỏ ở Sài Gòn rồi nè. Hả? Đạp từ Thái Lan về Việt Nam luôn hả? Phải không? Dữ vậy hả? 2.000 cây số luôn hả? Đừng có lủi lại xe nha, khoan nha. Qua đường đợi ba. Đây là. Bây giờ mình đạp thẳng ra chợ Bến Thành luôn. Buổi sáng nghe tiếng những con chim bối cá. Rồi đi. Rồi đạp thẳng luôn. Ngay đây là giao lộ Đề Thám. Phải đường nào cũng như Trần Hưng Đạo thì thoải mái rồi. Có cái lề bên trong để đạp xe hả? Con chim bói cá đồng. Mới sáng nó gọi bầy. Quá trời luôn. Không phải chim bói cá. Chim mén hả? Phải chim gì ta, nó kêu dữ vậy? Chim sẻ với chim gì đó. Đâu có thăm bà chú khỏe không? Mấy con chim hát ồn. Mấy con chim này hát ồn quá. Bên kia là khu rạp công nhân.
cũng như rạp Nguyễn Văn Hảo ngày xưa đây. Năm 1958. À, 1958. À, sáng 5 giờ là động dậy rồi. À, 5 giờ động dậy rủ rủ ba đập xe rồi. Tưởng đâu hôm qua nói chơi chơi ai vậy. À, tưởng đâu dậy không nổi. Ai vậy nó trông tới giờ vậy. À, mới sáng hàng quán chưa mở cửa, nhìn đường xá rộng rãi thích ha. Đi đi. Đi. Tới đây chờ chờ ba nha. Ờ à, đúng rồi, chờ ba dừng đó nè. Đây 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 đây. Từ từ. À, cái đây là giao lộ Nguyễn Thái Học với lại Trần Đạo. À, phía bên kia là đi về hướng quận 3 Tân Bình. Rồi đây 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 đây. Đây. Kế ba đi kế ba mới được. Qua đường đây hơi nguy hiểm. Rồi, chạy quá. Rồi, sáng nay chắc đạp một vòng từ nhà tới chợ Bến Thành rồi vòng về thôi. Nhiều quá sợ động đạp không nổi. Con chạy mé mé vậy là trượt á. Mấy giờ là 6 giờ chắc 6 giờ. À. Siêu thị Nguyễn Kim sáng người ta chưa mở cửa. Rồi chờ một xíu, chờ đèn đỏ nè. Rồi ngay đây là giao lộ Ký Con Yassin. Sao thấy sao? Được. Đói bụng không? Hả? Nó đi 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 đi. À, đi một vòng xong cái kiếm quán cà phê cốc ngồi uống cà phê được không? Hả? À, cái vỉa hè lúc trước xe người ta để sát trong nhà ha, nhìn thấy còn thoáng chứ bây giờ người ta để quy định mới, người ta để sát ngoài nhìn thấy cái vỉa hè nó bít chịch à, nhìn thấy nó không có thông thoáng ha. Tới đây là khu chợ Bến Thành rồi nè. Đi thẳng qua đây, thẳng qua đây. Đi theo ba nè, theo ba nè. Rồi, chạy qua, chạy qua, chạy qua. Ở chỗ này có khu đất trống nè. Chạy thoải mái. Gì hả? Rồi đây đây đây. À được. Đây. Quần áo đây.
ai biết người ta vẽ gì biết. Đó, người ta vẽ quá trời luôn. Chỗ nào người ta cũng vẽ. Không biết. Rồi đi. Thì đi ra Lê Lợi, đúng không? Rồi thì ra Nguyễn Huệ. Rồi đi về. Một vòng về đủ rồi. Hả? Thiệt luôn. Hay là đạp vòng tròn ở đây. Tập đạp xe lớn lớn đi học đi, đi tự lấy xe đi được không? Mới sáng nhìn khung cảnh Sài Gòn bình yên ha. Ít xe cộ. Bây giờ là 6 giờ 15 mà. Đi. Đây. Người đạp thẳng qua bên kia. Mua Thái Lan chạy rồi. Đây chỗ này qua đường khó. Lại đây, lại đây, lại đây. Đâu đây, đây, đi này cho dễ nè. Đi đường Hàm Nghi nè. Mà chỗ Lê Lợi qua đường khó. Đây, ba dẫn nè. Khoan đợi, đợi bớt xe cái nè. À, buổi sáng thì xe cộ ít nên cũng cũng dễ. Đó, đi. Rồi đạp thẳng qua đây. Chứ cỡ 7 giờ hơn á là xe nhiều lắm. Đi đi đi. À, cái góc tòa nhà này hôm trước cũng rất là đẹp ha. Bây giờ không ai thuê, không ai sử dụng gì hết trơn. Cũng chung với cái tòa nhà lớn đang xây đó. Sao 2016 làm sao? Sao? Ba cái tông một lần rồi đó. Trời ơi vậy. Mà chung cái gì đó. Đúng rồi. Chú đó chạy ẩu á. Giờ đó mơ đi chạy. Chạy trên đi. Quán cà phê Highland giờ là mở cửa rồi ha. Mở cửa sớm dữ vậy. Ở ngay đường Hàm Nghi này thì cũng có cái lề đường lớn nên ba đồng nhỏ chạy xe cũng ổn. Ở bên kia là trường Cao Thắng. Rồi đạp qua luôn. À ra đây đi xe Toàn Thắng ra Vũng Tàu luôn, Melia luôn. Khoan đợi qua đường cái đã. Ồ đường này vắng ghê không? Không có xe cộ gì luôn nè. Trời. Mới sáng đã thiệt. Bên TV cũng ít đi vòng vòng Sài Gòn buổi sáng lắm. Ở đây nước chảy.
Rồi nước trong cái hồ cá nó bể. Rồi nó chảy ra quá trời luôn. Như suối luôn. Trời. Ồ, tràn trề. Ủa qua đường chứ qua đường. Ngắm suối gì trời. Ờ thì ngắm suối vậy. À, con đường Hàm Nghi này rất là nhiều những tòa nhà. Có nhiều những tòa nhà ngân hàng ha. Ra qua nó chạy từ từ thôi thấy không? Chạy phải lên cái bậc đó đàng hoàng chứ chạy là sốc đau. Đau không? Rồi đi. Đạp từ từ thôi. Phải chạy từ từ ngay chỗ cái đó là phải lên dốc hiểu không? Chứ còn chạy lên cái bậc luôn xong mà được. Nó nhảy lên luôn. Đây. Sao chạy nổi không? Hả? Nổi. Rồi lên ngồi đi. Rồi, cấn cái yên đau phải không? À, rồi để mua cái yên bự bự xíu. Ngồi ngồi lên ngồi lên. À, đi. Chạy trong thôi. Má nói đừng có chạy ở mé mé là té đó. Ngồi chạy đàng hoàng. Tụi bạn đồng nhỏ biết chạy xe từ 2-3 tuổi rồi. Hồi nhỏ thì chạy xe 4 bánh. Cỡ 3 tuổi gỡ cái hai bánh hai bên ra. Đó, là chạy được rồi. Đấy đạp đi. Ở đây cũng có mấy khu hẻm ha. À, buổi sáng người ta dọn hàng ra quán cà phê cốc ven đường. Rồi chờ đèn đỏ. Chờ xíu qua đường cái đã. Rồi ngay đây là giao lộ Batter với lại Hàm Nghi. Đó, thẳng hướng này là con đường Batter nè. Bên kia có dãy phố. Dãy nhà theo kiến trúc xưa nè. Rồi quá. Rồi, dẫn lên. Không chạy được đâu. Rồi. À, đi lòng vòng thế này mình thấy giống như là sống chậm hơn vậy. Tận hưởng từng giây từng phút. Hả? Vì sao?
Nhưng mà chỗ chợ Bến Thành qua đường khó, nên ra mình chạy thẳng đường này ra bến Bạch Đằng. Ở đây tới cuối đường mình quành đầu lại, hiểu không? Rồi qua đường luôn, qua đường luôn. Ở Sài Gòn buổi tối thì ồn ào náo nhiệt, sáng sớm thì yên tĩnh ha, mát mẻ. Khoan tới đây để ba dẫn qua đường nè. Đây mình qua đường ngay chỗ Hàm Nghi với lại Hồ Tùng Mậu, con đường Võ Duy Huy ngày xưa. Đây vào đây nên chỗ này nè, nó dẫn qua, dẫn qua xe, ngừng lại, ngừng lại. Đó, mình coi có xe không mình hãy qua, không rồi qua. Rồi chào đó luôn. Này, đi qua đó luôn, qua đó luôn. Ngay đây hiệu bánh Như Lan. Rồi đứng đây xíu, đứng đây nghỉ mệt xíu. Nghỉ mệt. Mệt không? Mệt, hồi nãy tự qua đường. À. Uống nước không? Đói bụng không? Tôi mới đói bụng được chứ. Hả? Sao sao? À, đấu hồi hết trơn. Thấy sao, thấy sao? Ba chưa chạy đổ một hồi. Ba chạy từ từ theo con, sao đổ một hồi được. Thấy sao? Đã không? Mai nữa không? Hả? Nữa à? À, buổi sáng này mát mẻ ha. Mát mẻ. Muốn đạp ra chỗ Nguyễn Huệ không? Ồ, tòa nhà Bitexco, tòa nhà 6-8 tầng nè. Ở trên tầng cao có quán cà phê, có quán bar. Rồi chạy hướng này đi ra Nguyễn Huệ rồi đi về. Hồi ăn sáng gì? Bánh mì hay là bánh bao hay là bánh trung thu? Ăn sáng bánh trung thu đây có bán kìa. Phở hả? Phở đâu? Phở hẻm mà. Đây. Khoan để bớt xe cái đã. Ba. Hả? Đến sao sao? Cái mỏ con chó rồi nè. Cái mỏ con chó đó. Rồi, đây. Lấy đồng nhà chạy lên cái bực. Ê mông. Nó là tại cái mỏ con chó đó. Rồi dẫn bộ đi. Mới sáng người ta còn ngủ chưa dậy ha. Nó dẫn bộ qua đó đó. Có người người ta bán ven đường cả đêm, rồi người ta ngủ tại chỗ luôn. Hả? Con nói gì? Rồi phở hẻm.
Đầu ra ăn phở hẻm chứ không ăn phở này, không quen. Tại đây bán phở gà, với lại phở đây vị hương vị Bắc, đồng ăn không quen. Rồi đạp đi, lên đạp đi. Hả? Đi. Rồi sáng ra Nguyễn Huệ vắng. Đó ngoài kia cũng ta cũng đạp xe quá trời kìa. Khoan, coi có xe không có đã. Ồ, ở đây đang làm sự kiện gì á. Chỗ này là bến Bạch Đằng nè. Ở đây gió quá đâu đánh cầu được. Thôi chỗ này dẫn bộ vỉa hè xíu rồi chạy lên kia ra Lê Lợi đi về. Hả? Hả? Sao? Giờ dẫn bộ ra hướng Lê Lợi đi rồi tới Lê Lợi rồi chạy về. Đúng không? Như này không được. Ở đây người ta đang làm sự kiện đâu chạy được đâu. Ý là sao? Ý là chạy vòng quanh. Chạy vòng quanh. Ủa xe nhiều lắm. Ở chỗ này xe bên nhiều. Bên đây là được. Rồi. 2 triệu. Rồi dẫn bộ đi, dẫn bộ đi. 2 triệu. À. Dẫn bộ đi hướng này nè, theo qua nè. Rồi đây nè, ngồi. Tại chỗ này có người ta đi bộ phải không? À, mình chạy không được, đi. Đó, chỗ kho bạc. Đi. Đâu nói bến Bạch Đằng sáng giống y chang Vũng Tàu vậy. Rồi. Hả? Đấy, ba đang đạp nè, ba đang đạp nè. Rồi thôi chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Rồi và hình ảnh lòng vòng phố xá Sài Gòn buổi sáng cũng như bạn đồng nhỏ chia sẻ anh chị và các bạn để chúng ta thấy được cái khung cảnh Sài Gòn buổi sớm mai nó như thế nào ha. Một lần nữa Brand TV xin chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Giờ thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau. Đợi ba nào, đồng mấy ba bảo chú nè. Nè đây sao không nghe. Rồi, hẹn gặp lại trong những video clip lần sau. Đi ba đẩy bộ đi từ thôi. Ở đây có người đi bộ á, người chạy trúng người ta hiểu không. Ở đây chắc cuối tuần có sự kiện gì rồi nè.
Đây đây. Hả? Đúng rồi, cảnh đẹp. Rồi nghe mệt xíu đi. Cái này là cuối đúng không? Cuối rồi đó. Cuối là cảnh đẹp đó. Yeah.